Xin chào tất cả các bác, chúc một ngày mới bình an hạnh phúc nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác trong một vài nước, cũng như các bác nào mà có nhu cầu về sống tại huyện Long Thành, ấp 7, một trong những vị trí rất là tiềm năng, cách thị trấn sân bay quốc tế Long Thành 5 km và cách sân bay quốc tế Long Thành đúng 12 km. Thì đây là một trong những vị trí cách ngã ba Thái Lan đúng 4 km, tiện ích đầy đủ trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bán kính chưa tới 3 km nha các bạn nha, chợ, trường trạm, bệnh viện đầy đủ tiện ích, không tới đúng 1 km. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một ngôi nhà này rất là khang trang cho các bạn có cơ hội cũng như là về đây sinh sống, lập nghiệp cũng như công tác tại thị trấn Long Thành hoặc là thành phố Biên Hòa. Đây là một trong những vị trí nó giáp với thành phố Biên Hòa luôn nha các bác nha. Đây là xã An Phước, ấp 7 xã An Phước, cách đường Phùng Hưng đúng 3 km, cách xã Tâm Phước giáp ranh là 3 km luôn. Thì bây giờ hôm nay em sẽ quay từ trên xuống dưới cho các bác cùng xem và diện tích như thế nào, thì mời các bác cùng theo dõi em nha. Em xin được phép, em đang đứng ở một trong cái trong khuôn viên nhà, đứng ở trên lầu trên và em quay xuống là cái mái, đây là mái trước của nhà của chúng ta. Diện tích của nó thì em sẽ nói luôn cho các bác sau ha. Thì đây em sẽ quay từ trên trần, từ trên cái sàn, mặt sàn trên, và có bao nhiêu phòng và thiết kế tay cầm như thế nào, thì các bác hãy cùng theo dõi và hãy comment và hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Có những ngôi nhà mới thì em tiện để chia sẻ cho các bác xây dựng, đỡ phải trông nom ha. Và đây là một trong những người chuyên về thiết kế xây dựng, những người thợ lành nghề tại địa phương huyện Long Thành. Thì ở đây em sẽ giới thiệu, đây là tay cầm ở phía trên, đây là em quay xuống dưới là phòng khách, ở đấy là cái cửa ha, tí nữa chúng ta sẽ xuống dưới đó. Thì em sẽ quay từ một cái góc hành lang ở trên gác lửng, sẽ quay xuống dưới cho các bác xem cầu thang ở dưới đi lên là ha. Đây, và thiết kế rất là trông rất là nhà phố, trông rất là xinh, thuận lợi tiện lợi để cho vợ chồng và có những 3-4 đứa con vẫn là ok ha. Hiện bây giờ đang vô hoàn thiện, đã đấu điện hết rồi nè, còn thiếu một số đèn chùm nữa thôi. Thì đây là điện đã đấu sẵn, điện đã đấu sẵn này ha, giờ là chỉ có một số thiết bị nữa thôi, thêm thiết bị vừa là xong. Gỗ kiếng cường lực ha, đó, trông rất là thanh cảnh. Và em sẽ quay những kỹ thuật và những cái loại chất liệu luôn cho các bác cùng xem theo các nhà phố nha. Ở đây là chúng ta sẽ làm một cái bàn thờ phía trước, tùy theo mỗi người ha, bàn thờ tổ tiên. Đây em sẽ quay đứng ở trên cái mặt sàn ở trên, em qua xuống dưới đây. Cái cầu thang sẽ đi lên từ dưới này, đi lên trên đây, đi lên ha các bác. Đó. Thì ở trên phòng sàn trên này nó gồm có là một phòng ngủ và một mặt để nhìn ra ngoài là dành cho mặt bàn thờ ha. Còn này, cái phòng bên trong chúng ta xem này, điện, ổ điện đều là âm các bác nha. Bật điện lên, có điện hết rồi ha. Em tắt đi. Và có cửa sổ thông thoáng, nhôm cao cấp nha. Đây rất là nặng, loại nhôm của Đài Loan bây giờ hay sử dụng. Như các bạn lề của nó này, loại nhôm cái gì rồi, cái nhôm này em gọi rồi lại quên rồi, giờ phải chích hai mũi sau giờ quên rồi. Nhôm này gọi nhôm gì đã quên rồi, nhôm sifa, chích hai mũi giờ bị quên các bạn. Nhiều khi không biết bán nhà chỗ nào mà quên lấy tiền không biết nữa. Đó rồi, ok, đây là một phòng, kế tiếp là một phòng thứ hai, phòng ngủ rất là rộng rãi thoải mái ha, rất là rộng rãi thoải mái.
sơn phết là rất là góc cạnh, rất là nét luôn nha các bác nhá. Các bác là chỉ có cho mà ở thôi, mùi vẫn còn thơm phức, mùi sơn luôn. Có cửa sổ, chúng ta mở ra ha. Tùy chúng ta. Rất là êm ái, ok. Có công tắc, cầu dao. Rồi kế tiếp, ở trên là có cửa thông gió, mở ra rất là mát, từ bên trong bên ngoài đi vô ha, rất là mát, rất là mát mẻ ha các bạn nha. Và đây tiếp tục có trên là bồn nước, chúng ta sẽ lên để xử lý. Nhiều khi bồn nước chúng ta trục trặc thì chúng ta sẽ lên trên đây lấy cái cột thang, chúng ta đi lên ha. Rồi đây là cái toilet, cái toilet thiết kế rất là chất liệu, thì các bác xem này, tương đối là hàng cao cấp hết nha, phù hợp cho tất cả các mọi đối tượng để về đây lập nghiệp cũng như là công tác tại địa phương, công an việc làm rất là phù hợp, gần giáp khu công nghiệp ha. Nhiều khu công nghiệp cách đây đúng chỉ có 2-3 cây số thôi, rất là nhiều khu công nghiệp là An Phước, khu công nghiệp Long Đức, khu công nghiệp Long Thành, khu công nghiệp Tam Phước. Đây là nhôm Sapphire, một loại nhôm cao cấp, hiện bây giờ là tất cả người ta đang sử dụng, chống rỉ, chống bụi, chống bám, chống dơ, chống nhiều thứ luôn, nhiều thứ chống luôn nha các bác. Công tắc cũng là đầy đủ, còn là sơn thì rất là góc cạnh, còn về đó các bác nhìn trần trông rất là sang trọng, phối vàng ha, bằng gôn. Thì đây bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới. Đi xuống dưới chúng ta sẽ tham khảo ở phía dưới. Này. Đang sơn, đang chuẩn bị quét dọn đi hết nha các bác. Rất là rộng rãi nha các bác. Rất là rộng rãi ha, phù hợp với công nhân viên chức, nhất là các bác công tác tại địa phương. Nếu mà thị trấn Long Thành về đây ở cũng rất là phù hợp, thoáng đãng ha. Tay cầm thì bằng gỗ này các bác, tay cầm bằng gỗ trông rất là khang trang ha. Rồi các bác nhìn này. Rồi chúng ta sẽ tiến vào nhà bếp này. Đây nhà bếp, đang chuẩn bị thì cũng còn thiếu một số đèn chùm ha các bác ha. Đây nhà bếp thì rất là rộng, mặt và ba mặt của nó thì gần 80. Em quay như vậy là các bác có thể hình dung ra được là nó to đến cỡ nào. 2,5 m, từ bên này qua bên đó là 2,5 m, 2,5 m, 2,5 m đều ha, sâu 80. Về thiết kế thi công thì tay cầm của nó là trông rất là sang, loại chất liệu công nghệ bây giờ, công nghệ chống thấm, công nghệ giả gỗ ha, công nghệ giả. Đây là bồn nước rửa tay rửa chân bằng inox. Đang vô hoàn thiện thì các bác nào mà nhu cầu thì chốt luôn thì bên em sẽ chốt luôn và sẽ bảo đảm về những cái thiết kế, và còn một số cái gì vật liệu nó còn thiếu thì chúng em bổ sung như ý của các bác, như ví dụ cái đèn chùm, bổ sung thêm phần đèn chùm này màu sắc như thế nào ha. Rồi ok, tiếp tục thì đây ở chợ bếp thì không gian này chúng ta sẽ có một cái nơi để tiếp khách, có thể tổ chức được 3 bàn thoáng đãng, 2 bàn ở đây ha, hoặc là làm phòng ngủ, hay là cái giường nghỉ ngơi, hay tập thể thao, tập thể hình ở đây cũng được ha.
đó, tùy theo cái bài trí của mình. Còn đây bên hông nó nữa là có cửa sổ ha, đầy đủ mở ra được hết. Vì sao các bác nhìn nè, các bác thấy nó rộng không, thì tí em sẽ nói về cái diện tích của nó nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ dùng cái phòng này nè. Đây phòng dưới thì bây giờ đang chuẩn bị đấu điện với bên về phòng ở phía dưới này, rộng rãi ha, 5 4 20 m2 nha các bác. Đó, phòng giờ đây điện chưa đấu xong nha, chưa bật điện cho các bác được. Rồi tiếp tục, ở đây là cái chỗ có thể giặt đồ, rửa chén, rửa bát, hay là tùy theo cái ý của mình. Còn đây là nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh đầy đủ, không thiếu thứ gì từ trên xuống dưới nha các bác nha. Cũng đang là đấu điện nha các bác, đang là đấu điện vô. Đó, rồi em quay sơ bộ tổng quan qua phía dưới và chúng ta sẽ đi ra ngoài. Ở đây có một cái cửa hông nha các bác. Em sẽ quay này, em sẽ quay cái diện mạo từ cửa chính vô và là sẽ đi vào đến cửa hông nhá. Đây các bác nhìn thấy đẹp lung linh rộng rãi chưa? À, lung linh rộng rãi nè. Bên hông là chúng ta để xe, một số các xe máy chạy thẳng lọt vào trong đây, để bên hông này rất là rộng ha, rất là rộng rãi. Thì đây là cái cửa bên hông để chúng ta đi xe máy vào, để đi vào đây cho nó tiện, nó không có dơ nhà ha. Đó thì đây chúng ta sẽ mở ra. À, chúng ta sẽ ok rồi, sao rồi, rồi ra. Nhìn nó rất là thoáng đãng. Rồi em cũng xin nói luôn là cái diện tích của cái nhà này á, diện tích của nhà này là ngang 6m8, nở hậu 8m2, ngang 6m8, nở hậu 8m2 nha các bác nha. Chiều sâu là 20, có 80m thổ cư. Giá bán hiện tại bây giờ là 2 tỷ 650 triệu. Nha các bác nha. Đó, em xin báo giá luôn để cho các bác, các anh chị để nắm rõ cái thông tin. Và mọi giao dịch thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0988 243 078. Cập nhật Zalo và em sẽ chia sẻ hồ sơ pháp lý qua tất cả cho các quý vị để cùng nắm rõ cái thông tin ha. Đó, thì đây em sẽ quay ra ngoài với một khu dân cư lớn nhất, cách thị trấn Long Thành đúng 5 km. Đây bây giờ là em sẽ quay cửa này, có tường rào, cửa xe ô tô để vô tư nha các bác nhé. Đây là cửa hông xe máy. Đây nếu mà xe ô tô thì chúng ta sẽ để loại xe 7 chỗ nó vẫn vô tư ha, từ loại xe VinFast, loại siêu xe nó vẫn đậu được luôn nha các bác nhé. À, còn đây là chúng ta là vô xe máy để đây. Thì đây em sẽ ra ngoài em quay cho các bác cùng xem. Đây, dân cư thì đông đúc nha các bác nhá, dân cư cực kỳ đông. À, giáp với khu công nghiệp luôn nha các bác nhá. Ngôi nhà này xây rất là khang trang để phù hợp cho tất cả các bác về đây ở để công tác. Đường thì đường 8 mét nha, đường rộng thênh thang, xe hai xe ô tô tránh nhau là vô tư. Đây
À, em sẽ quay này. Ừ. À, đầy đủ ha. Rồi. Bác nào mà có nhu cầu thì comment trực tiếp cho em biết nha. Rồi em sẽ gửi tất cả hồ sơ pháp lý cho các bác. Rồi chúc cho tất cả các bác luôn luôn bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Ngoài ra anh chị nào có mua bán ký gửi đất nhà xào, đất có nhu cầu mua đất mẫu, đất nhà xưởng tại huyện Long Thành thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Số 0982 68 7668 nữa nha. Xin chân thành cảm ơn. Goodbye.